lợi dụng ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 chống phá Việt Nam của Phun Rô Lưu Vong ở Thái Lan. Lợi dụng vấn đề tự do dân chủ nhân quyền, tôn giáo dân tộc để chống phá Việt Nam luôn được các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam sử dụng trong thời gian qua. Chúng xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu to lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm tạo nên những góc nhìn méo mó về nhân quyền của Việt Nam. Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào ngày 22 tháng 8 và ngày 10 tháng 12, số đối tượng Phun Rô Lưu Vong ở Thái Lan đứng đầu là Ikwin Bajap. Ifer Hore liên lạc xúi dục một vài tín đồ tin lành các hệ phái chưa được công nhận, có tư tưởng bất mãn, tiêu cực, đã từng có hành vi vi phạm pháp luật, bị chính quyền tiến hành xử lý, viết khẩu hiệu chụp ảnh kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12, gửi cho nhóm Ikwin Bajap để đăng lên Facebook trang người thượng vì công lý, nhằm xuyên tạc vô cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Luận điệu cũ rích này được lặp đi lặp lại năm này qua năm khác khiến cho người ta nhàm chán. Lợi dụng ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 vừa qua trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Cư Quyên, Krông Bắc, Krông Bắc, Chư Mờ Ga, Krông Năng, thị xã Buôn Hồ, có một số đối tượng tin lành người ED, đa số là hệ phái truyền giảng phúc âm, đã nghe theo lời xúi dục, hướng dẫn của đối tượng Phun Rô Lưu Vong Ikwin Bajap viết băng rôn, khẩu hiệu, chụp hình gửi cho Ikwin để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Cụ thể, ở Cơm Ga có vợ chồng nhà Ithinie, Buôn Đai Xí, xã Eta. Nhóm gồm gia đình nhà Izim Eban, 5 người và 3 người hàng xóm. Buôn Sút Hơ Luốt, xã Cư Xuê. Nhóm gồm gia đình nhà Y Trung Nie, 2 người và 2 người hàng xóm. Buôn Sút Mơ Đưng, xã Cư Xuê. Nếu nói về nhân quyền, thực tế cho thấy nhân dân Việt Nam đã hy sinh bao xương máu để bảo vệ tự do, độc lập dân tộc. Các bản hiến pháp qua các thời kỳ đều thể hiện quyền làm chủ của người dân Việt Nam trên lãnh thổ quốc gia mình. Cùng với hoàn thiện các hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng về quyền con người. Gần đây, trong một lần công tác ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định đanh thép với quốc tế. Tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai về nhân quyền Việt Nam. Nhân quyền làm cho gần 100 triệu người dân Việt Nam, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Lời khẳng định đanh thép này chứng tỏ sự minh bạch trong bảo vệ quyền con người Việt Nam. Và hơn ai hết, người dân Việt Nam đã đổ bao xương máu các thế hệ cha ông cho hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, giành lại quyền tự do, độc lập từ tay đế quốc Mỹ, Pháp. Tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam là một trong những vấn đề luôn được các thế lực thù địch lợi dụng để vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 và Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân là lời bác bỏ chân thực trước những luận điệu xuyên tạc về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Bất cứ quốc gia nào cũng có hệ thống pháp luật để quản lý xã hội, quyền của công dân phải đặt trong khuôn khổ được pháp luật cho phép, không có chuyện nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia dân tộc. Thực tế, Đảng nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tín đồ, giáo dân, Phật tử sinh hoạt tôn giáo. Đơn cử, trên địa bàn huyện Chư Mờ Ga có 51 cơ sở tôn giáo được cho phép hoạt động, công giáo 5 giáo xứ, 2 giáo họ, 1 giáo điểm, 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tin lành, 7 chi hội, 19 điểm nhóm, Phật giáo, 9 chùa, 3 niệm Phật đường, 2 điểm sinh hoạt Phật giáo tập trung, cao đài 1 cơ sở. Hầu hết bà con giáo dân, tín đồ tích cực, đóng góp xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo. Cuộc sống của con người dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi, đời sống kinh tế nâng lên, điện, đường, trường, trạm, nông thôn mới tạo thuận tiện cho bà con sinh sống. Hơn ai hết, những kẻ lưu vong đang cao giọng đấu tranh cho tự do dân chủ và quyền con người ở Việt Nam như Ikwin Bajap hiểu rõ nhưng vẫn cố tình phá hoại đất nước vì động cơ thấp hèn, động cơ bịa đặt nhằm phục vụ cho mục đích bì ổi cá nhân. Kẻ phản bội dân tộc, bám chân chạy ngoại bang như Ikwin Bajap là kẻ siêng ăn, lười lao động, đang lợi dụng đồng bào Tây Nguyên nhẹ dạ cả tin, nhân thân xấu để kiếm cơm qua ngày. Được bố thí từ các tổ chức chống phá Việt Nam và mục đích nhắm đến là muốn có một vé định cư ở Hoa Kỳ. Mọi người hãy nên biết, Ikwin Bajap, Ichun Molo, Isanie từng bỏ cả bố mẹ già không phụng dưỡng, chối bỏ trách nhiệm với vợ con, phản bội lại niềm tin của bà con buôn làng Tây Nguyên, trốn sang Thái Lan. Một vài đối tượng Phun Rô Lưu Vong lạc lõng trong trại tị nạn tại Thái Lan và u mê trong những ảo tưởng hão huyền về cuộc sống sung túc ở Mỹ, dẫn đến những hành vi đổi trắng thay đen, chơi chẽn, xấu hổ, bán rẻ lương tâm, quay lưng lại với buôn làng. Chúng lập ra vài trang Facebook như Người Thượng Vì Công Lý, thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc, nghêu ngao đòi nhân quyền. Chúng bất chấp thủ đoạn, lập ra nhóm với cái tên mỹ miều là Người Thượng Vì Công Lý. Liên lạc, móc nối với một số đối tượng người ED trong nước, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, hướng dẫn viết băng rôn, khẩu hiệu, tưởng niệm ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12. Lén lút chụp hình, gửi cho Ikwin Bajap biên tập, xuyên tạc tình hình trong nước,
đăng lên các trang Facebook do chúng lập ra nhằm vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Chúng móc nối, lôi kéo được một vài đối tượng trong nước không chỉ ở địa bàn Chư Mờ Ga mà còn ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên. Đối tượng bên trong nước mà chúng nhắm đến là các đối tượng có bản chất ham ăn, lười lao động mà lại muốn có cuộc sống sung túc, hưởng thụ. Và dĩ nhiên, số này thường có lịch sử không mấy tốt đẹp, vi phạm pháp luật, vay mượn tiền tiêu xài quá mức dẫn đến nợ nần chồng chất. Đặc biệt, có điểm chung là không tham gia sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở được nhà nước cho phép mà lôi kéo một vài tín đồ tự ý tách ra sinh hoạt tôn giáo trái phép tại nhà riêng, hầu hết trong số đó theo hệ phái Tin Lành truyền giảng Phúc Âm. Trưởng lão chưa được công nhận và chưa được cấp phép hoạt động. Nên biết rằng những hành vi liên hệ móc nối với đối tượng phu rô lưu vong để đưa tin xuyên tạc sẽ bị nghiêm trị. Điển hình gần đây, ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ionie Amakwin, trú tại buôn Puporong, xã Ya Ninh, huyện Cư Quyên, bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bản thân Iyo sẽ sớm nhận hình phạt thích đáng về việc thu thập thông tin để gửi cho số đối tượng ở nước ngoài để sử dụng làm tài liệu, xuyên tạc, chống nhà nước Việt Nam. Tương tự như vậy, những kẻ đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, của nhân dân các dân tộc, lợi dụng nhân quyền xuyên tạc, gây rối an ninh trật tự, cần bị mọi người lên án và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.